kéo, mở rèm cửa theo ý muốn gây sốt cộng đồng mạng. SdunITCHBOT, một hãng chuyên sản xuất các thiết bị dùng trong ngôi nhà thông minh có trụ sở tại Nhật Bản vừa giới thiệu một sản phẩm độc đáo, cho phép người dùng dễ dàng lắp đặt và đóng mở rèm cửa một cách tự động thông qua điều khiển giọng nói. Bộ sản phẩm này của SdunITCHBOT bao gồm một thiết bị kéo đẩy, có kích thước nhỏ cỡ một chiếc loa thông minh, hoạt động không dây và được lắp trên thanh ngang của rèm kéo với bất kỳ chủng loại nào cơ chế hoạt động của nó chỉ đơn giản là trượt ngang trên thanh chắn này về bên trái hoặc bên phải để đóng mở rèm theo cơ chế thông minh điểm lợi thế của sản phẩm này so với các đối thủ trên thị trường đó là kích thước nhỏ gọn dễ lắp đặt và có mức giá tương đối rẻ đặc biệt là so với các giải pháp thông minh được lắp đồng bộ thường sẽ ngốn của bạn hàng chục triệu đồng về kết nối sản phẩm có tên snul itchbotcuzain dễ dàng được điều khiển bằng smartphone hoặc qua một hấp nhận diện giọng nói đi kèm hiện S.D.U.R.I.T.C.H.B.O.T.C.U.Z.T.A.I.N. đang được gọi vốn trên hệ thống Kickstarter và mất đúng 12 phút để đạt gấp 6 lần số tiền yêu cầu, cho thấy sự quan tâm lớn của cộng đồng smart home trên thế giới dành cho sản phẩm. Sản phẩm cũng đang thu hút sự chú ý của đông đảo cộng đồng người tiêu dùng Việt các diễn đàn fanpage về giải pháp smart home. Tuy nhiên, vấn đề về pin của sản phẩm vẫn đang khiến nhiều người e ngại do chỉ duy trì được khoảng từ 3 đến 4 ngày là phải sạc một lần, nếu không muốn tháo ra để sạc mỗi lần. Chúng ta phải cắm thêm dây nguồn vào sản phẩm nhưng sẽ khá bất tiện. Mức giá hiện bán của SNUT là 69 đô la Mỹ, tương đương 1,6 triệu cho phiên bản tách rời và 99 đô la Mỹ, 2,3 triệu cho bản kèm hub trung tâm nhận diện giọng nói.